Vâng, xin chào các bạn đã đến với các video giải đáp thắc mắc cho mọi người. Hôm nay mình là thầy Phong Hai Nốt. Xin chào và hôm nay mình sẽ giải đáp một số các thắc mắc của các bạn. Lâu rồi mình không giải đáp thắc mắc, mình lo mình làm video nhiều quá. Ok, và hôm nay mình sẽ giải đáp các thắc mắc, các bạn đừng đừng lo nha. Nếu các bạn có những thắc mắc nào, những câu hỏi về kỹ thuật thanh nhạc thì các bạn cứ hỏi mình comment bên dưới. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rõ ràng, tận tình và cặn kẽ, đừng lo gì cả. Ok. Và hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Hưng. À, câu hỏi này đã được một tuần trước. Xin lỗi nha các bạn, hơi trễ một chút xíu, các bạn thông cảm. Hôm nay là mùa dịch nên mình phải có nhiều cái công việc khác, mà mình đang làm mấy cái video mà về giáo trình thanh nhạc online nữa. Rồi mình sắp nhiều thứ lắm, nhiều công việc của mình nên hơi trễ chút xíu, các bạn thông cảm. Ok, và trễ hay không trễ thì cũng sẽ sớm sẽ có cho các bạn về. À, để video để giải thích cho các bạn giải đáp nỗi lòng. Ok, rồi vậy hôm nay mình sẽ nói về cái bạn Nguyễn Hưng ha. À, là thầy ơi, thầy ơi, em không tập được mic. Ê, em tập được mic nghe rất dày. Cảm ơn, chúc mừng bạn Nguyễn Hưng. Nhưng mà lại không kéo lên quá cao được là sao ạ? Ok, lúc lên cao thì quá thì căng mà nghe chói tai. Tiếp luôn nha, thêm nữa là lúc mà em mix đó thì em khó kiểm soát cao độ để không bị chân. Rồi để mình kéo qua cái màn hình này ngồi dễ coi xíu nè. Kéo cái màn qua màn hình này mình ngồi dễ coi. Ok rồi. Lúc thêm nữa kiểm soát gì đó, thêm nữa là lúc miss em khó kiểm soát cao độ để không bị chênh nhịp. Lúc miss thì khó kiểm soát cao độ để không bị chênh cái nhịp. Còn cao thanh quản, lúc miss em có cảm giác đưa âm thanh lên vùng xoang mũi có đúng không ạ? Tự nhiên cao thanh quản. Và còn cao thanh quản, ý là cái câu trước chấm cái lúc mít. Em có cảm giác đưa âm thanh lên vùng xoang mũi không ạ? À? Thầy đó thì mình có hỏi, các bạn có cơ hội hỏi thì các bạn cứ hỏi cho nó nhiều nhiều, giống như bạn là để mình trả lời lần một luôn cho nó tiện ha. Rồi ok, thì mít nghe dày nhưng mà không lên cao được là do là các bạn không là bạn Nguyễn Hưng chưa có mít mà không lên cao được, là head voice bạn thiếu, thứ hai là head voice là giọng ốc á bạn không mở, và thứ hai là cái mic của bạn chưa có chắc, và cái thứ ba là có thể là bạn bị cao thanh quản đó. Các bạn mới là bị cao thanh quản đó, thì lên cao cái hơi nó không có tác động vào trong cái mic được, và nó không có thanh thoát cái hơi á. Mic là gương mặt của mình nè, đó nguyên cái xoang của vùng mặt của mình là vùng mic á, thì nếu mà không tác động được thì nó sẽ không kéo âm thanh lên cao được, và lúc đó thì các bạn sẽ khó lên cao được ha. Ví dụ như các bạn biết nè, ha, giống như là chữ âm đó, mình đang đưa lên son 4 nhẹ nhàng thôi nha, thì khi mà bạn đưa hơi thở vào bạn ơi hơi tác động nè, rất là đơn giản, cổ của bạn phải thanh thoát. Sắp tới mình có ra một số cái series và chúc mừng bạn, là sắp tới là mình sẽ cho ra một số các bài hướng dẫn rất là chi tiết về kỹ thuật mix voice, và thứ thế là trong mùa corona này rảnh thì vô coi nha. Ok, vô coi tập luyện nha, tác động lên mà hạn chế cao thanh quản. Hạn chế cao thanh quản là sao? Là hát đừng có gồng cỏ, gồng cỏ là sẽ bị cao thanh quản thôi, thả lỏng ra. Nó hơi rè xíu không hả, nhưng mà mở sâu ốc lên. Đó, bây giờ mình đưa lên cái phần hét 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 đi của mình. Đây là một cái kỹ thuật khá là hay để cho các bạn khi lên cao ha.
thì các bạn khi khi mà lên cao thì các bạn sẽ mở được cái khoang trên vùng ốc của mình, thì cũng khá là dễ thôi. Nếu mình đưa nhẹ cái lên đô năm đô thăng năm đấy, không khó đâu các bạn. Nên mình là tenor thì mình lên cao mình nó không khó, thì mình nói cũng hơi kỳ chút xíu đối với những các bạn bariton thì thấp hơn mình khoảng nốt hai nốt đó. Rồi thì cũng không khó, thật sự là cũng không khó đâu, chịu khó tập luyện một chút xíu, hạn chế là gồng cổ họng nha. Lên cao căng quá nghe chói, đúng rồi các bạn, căng quá đừng căng, lên cao thả lỏng cơ thể ha. Lại nha, cái giờ cái nốt này nó nốt la là cái nốt đó mình kéo chết lên được đấy. Mình thử mình hát chết chết ti cho các bạn nè. Nào cũng được, mà áp dụng cái nào cũng lên được những cái nốt như vậy đó, tùy theo mình thích cái màu giọng nào với lại nó phù hợp với cái bài hát nào, đúng không? À, hay là bạn muốn tạo sự phá cách, ví dụ người ta hát chetty rồi thì mình hát mid, hát đi, hay là mình hát những cái kỹ thuật khác của mid vân vân tùm lum tà la, để cho nó ra một cái kiểu hát mới, một cái cách hát mới để làm cho cái bài hát của bạn cho nó hay hơn. Hay, ok rồi. À, lên cao căng quá nghe chói thì đừng có căng nữa, hát sử dụng hơi nha, support hơi. Với lại bạn hát tập tập chesty nhiều thì sẽ bớt chói luôn. Đó thì nó sẽ đỡ chói hơn ha. Mà sắp tới mình cũng ra một số cái video, bạn cứ vô đó mà cày cuốc thì có thể là phần nào đó thì bạn có thể hát được kỹ thuật đó, ok. Rồi, tiếp tục nha. Cao thanh quản đúng không? Chênh nhịp đúng không? Đúng rồi, hát đừng gồng nữa, tập cách sử dụng hơi thở cho nó thanh thoát. Gồng lên là bạn sẽ không có thể hát được đâu. Rồi, lúc miss em có cảm giác đưa âm thanh lên vùng xoang mũi. Miss mà đưa âm thanh lên vùng xoang mũi á, là đúng nha, xoang mũi đây à. Nhưng xoang má luôn đi, rộng ra. Đưa âm thanh lên vùng xoang mũi, nhiều khi các bạn bị hát giọng mũi đó, giống như Celine Dion vậy đó. Every night in my dream I see you, I feel you. Giọng mũi á. Ok, các bạn chịu khó là tạo khoảng vang á, giống như cái chữ giống âm y á, âm y thường thường nó gom, nó hay gom vào xoang mũi lắm. Y thì mình vang nó ra. Mình pha âm y vô, mình pha âm e vô thì nó ra bạn ngang. Pha âm ơ thì dây dọc. Là nó vang hết cả cái mặt các bạn có nhá. Đó, thì các bạn phải tập các khoảng vang tác động hết vào cả cái mặt luôn, hơi thở của mình. Đó thì nguyên cả mặt luôn, thì tập cách sử dụng hơi thở mình cũng sẽ làm các cái bài tập mid voice rất là kỹ nha, các bạn để ý. À, bạn Cường, bạn Nguyễn Hưng, ok rồi tiếp tục. À, bạn Hiếu Trọng, ok tích note vô. Rồi bạn Hiếu Trọng thì bạn nói là thầy em hỏi, cho em hỏi là giọng cao là do bẩm sinh hay luyện tập vậy thầy? Mà giọng cao hả? Thì cả hai luôn bạn. Bạn Hiếu Trọng nha. Giọng cao là cả hai luôn. À, bẩm sinh giọng cao cũng có mà do luyện tập cũng có. Ta nói cần cù là bù thông minh à, đúng không? Thì bạn nếu nếu như bạn chịu khó, mà nếu bạn giọng bạn không cao bạn vẫn có thể hát cao được do luyện tập,
còn bẩm sinh có thể được hát cao thì chuyện đó cũng nhiều lắm. Ví dụ giọng mình là giọng tenor này, bẩm sinh có thể hát cao, nhưng mà để cao hơn nữa và để làm ổn định từ phong độ mà chuyển thành đẳng cấp thì mình sẽ có thể là mình bắt buộc luôn là phải luyện tập, nên cả hai yếu tố. Ví dụ như nếu như bạn cao rồi thì bắt buộc bạn cũng phải tập 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 luyện để ổn định cái cao của mình và biến cái cao của mình trở thành một cái đẳng cấp luôn, và sau đó là phát triển cái cao rộng càng ngày càng cao hơn nữa. Có giọng bản năng thì nó cũng sẽ có giới hạn thôi, không thể nào mà nếu như các ca sĩ mà có giọng cao sẵn như là Trung Quân Idol nè, Bùi Anh Tuấn nè, ca sĩ Bằng Kiều nè đó, rồi nhưng những cái ca sĩ khác mà nếu mà có giọng cao sẵn mà không tập thì nó cũng sẽ không 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 có giữ đẳng cấp đâu, rồi một ngày nào đó giọng của bạn cũng sẽ hư nếu như cái hát nó cao mà không có kỹ thuật. Kỹ thuật nó là giống như là một cái phương pháp để bảo vệ cái giọng hát của bạn vậy đó các bạn. Kỹ thuật là một cái phương pháp bảo vệ giọng hát rất là hay. Nếu mà có kỹ thuật thì cái giọng hát của bạn có thể xài 30 năm, 40 năm. Nhưng mà nếu không có kỹ thuật, không chịu đi học thì các bạn sẽ xài 3 năm, 4 năm là bạn dục cái cổ họng luôn. Đó là nên nên khuyên các bạn là dù cao hay không cao thì vẫn phải tập luyện, vẫn phải đi học tập nhiều hơn, nghiên cứu nhiều hơn. Ok, Trọng Nguyễn, Hiếu Trọng. Rồi. Ok. Thích giọng đi mát, có bạn kêu cho mình thích giọng đi mát, và bạn kêu mình là reaction đi mát. Ok, đi mát là dân nhạc viện, dân opera các bạn ơi, học từ nhỏ tới bé rồi. Ồ lộn, từ nhỏ tới lớn, từ bé tới lớn rồi. Ok, phần lớn mình thấy các bạn hỏi là ok rồi, hôm nay mình sẽ nói với bạn mèo Ruby, thầy làm về giọng bụng của nam bass đi thầy. Ok, quá dữ luôn, nam bass, nam mà giọng bass là ngon rồi, nam làm bass là có giọng bụng sẵn luôn rồi, chứ không có gì không cần phải làm nữa nha bạn mèo Ruby. Còn về giọng bụng thì mình cũng chưa tới đẳng cấp mà mình có thể chơi được giọng bụng đúng của thính phòng và cổ điển, nhưng mà khi mình biết mình tạo cái khoảng vang á trong cơ thể là có thể một phần nào đó là phần phần âm thanh của mình sẽ vang sâu xuống dưới bụng á, và lúc đó là chúng ta sẽ hát có chiều sâu và có chiều dày ha. Mình không phải là dân mà hát giọng được giọng bụng nên cái này delete cho qua nha. Ok, này là giọng bụng là cái khoảng khoảng vang thôi nha. Đó thì nó rung, mình cảm giác thì khoảng vang nó vang xuống dưới đây và nó rung trên đây đó. Thì các bạn có thể sử dụng cái kỹ thuật đó, mình chỉ sử dụng toàn bộ là khoảng vang thôi chứ mình chưa dám nói là mình sẽ hướng dẫn cho ai mà cái giọng bụng cả. Nó cao cấp quá, nước ngoài còn chưa có giọng bụng nữa mà, nước ngoài có chest voice, head voice, mid voice này nó chưa có bụng là gì, là belly voice. Belly. Ok. Rồi, câu hỏi tiếp theo là câu hỏi về của anh radio. Anh radio, thầy làm về quản giọng hát cho đúng tông không trượt nhịp, cách hát liền chữ. Cách hát liền chữ là do các bạn hát sự sử dụng cái hơi của mình nó liền á, chứ các bạn đừng có ngắt hơi. Ví dụ như các bạn hà bây là ví dụ như vậy, cái hơi của mình nó đều và lúc đó cái miệng mình di chuyển, các bạn có thấy không? Mi mê ma mô mu, mi mê ma mô mu. Đó,
những cái hơi của mình lúc nào nó cũng đều thì nó sẽ tạo nên cái liền cái chữ của mình thôi, không khó gì cả. Các bạn phải tập hơi vô kỹ vào, hơi ngắt chữ, hơi liền chữ thì các bạn sẽ hát được thôi. Rồi ok, thầy làm về quản giọng. Quản giọng hả? Thì mình có loại giọng mình chưa làm về quản giọng đúng không? Ok, bữa nào mình sẽ làm một cái video về quản giọng cho các bạn nha. Rồi tiếp tục, hát làm sao cho đúng tông và không trượt nhịp. À, vấn đề này thì nhiều bạn gặp lắm. Đầu bảng luôn, không đúng tông và không trượt nhịp, đó là do các bạn không có thói quen nghe nhạc, không có thói quen áp áp dụng cái, thứ nhất là không có thói quen nghe nhạc, cái thứ hai là áp dụng những gì mình nghe, mình cảm nhận được, mình nhớ, mình ghi nhớ và mình chuyển biến nó lại thành, mình biến nó lại thành thành cái thành thành giọng hát, thành thành tiết tấu trong cơ thể mình, nó có nhịp nhịp đập đó. Đó, cái đó là một cái quá trình thôi, rèn luyện một cái thói quen thôi. Thì sao hát cho đúng vậy, thì cái bài thứ nhất đầu bảng là các bạn phải cảm được nhạc. Cảm được nhạc thì có nhiều nhiều cách lắm. Đó, hát bạn nghe 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 nhạc nhiều và hát theo, nghe nhiều, chủ yếu là nghe nhiều thôi, khoan, có hát theo nghe và nhịp theo nó cảm được nhiều đó. Và cái thứ hai là cái hay nhất và cái quan trọng nhất luôn là các bạn có thể học bộ môn nhạc cụ nào đó, bên mình cũng có dạy guitar, piano và dạy hát luôn. Mình có một cái giáo trình riêng luôn dành cho các bạn. Chuyên về, mà nếu các bạn có khó khăn về mặt về kỹ thuật thanh nhạc, mà hát mà không đúng tông, không trực nhịp đó, thì mình có giáo trình riêng luôn để cho các bạn có thể khắc phục trong một cái quá trình. Cái này là quá trình dài nhưng mà tập giống như là mình tập vui vẻ thôi, là các bạn sẽ có được nhiều cái hay lắm. Mình có giáo trình riêng dành cho các bạn, là gọi là hát vì đam mê, vì sở thích thôi, là muốn khắc phục cái đúng cái trật tông của mình, cái trật nhịp của mình, thì liên hệ mình nha. Cái đường link mô tả bên dưới các bạn cứ liên hệ, rồi bên mình sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho các bạn. Ok, tiếp. Tháng tư là lời, ồ không có. Rồi, bài tháng tư là lời nói dối của em, hình như là đi mình đăng rồi. Ok, tiếp luôn. Thầy ơi, làm về video thanh quản bị tổn thương đi ạ, à, và cách khắc phục và sử dụng. Ok, nếu mà thanh quản bị tổn thương á, là do cái quá trình mà các bạn hát gồng quá, gồng cổ quá nhiều. Các bạn hát mà các bạn không biết cách sử dụng hơi thở, đầu tiên là gồng cổ. Do gồng cổ là do cái bối cảnh của mình, do cái đúng rồi, cái không gian, cái xã hội mình sống, cái xong rồi nó tạo nên cái cách ăn nói kiểu đó. Ví dụ như giọng là giọng mình miền Nam, là phần lớn giọng miền Nam mà nói dưới dưới cổ không à, miền Nam miền Tây hát giọng cổ. Không, do vùng miền, do cách nói chuyện vân vân, do cái phát âm thì nó làm cho mình hát giọng cổ nhiều và lúc đó giọng của mình nó sẽ bị tổn thương. Rồi ok, đó thì đó là cái đó thứ nhất là vùng miền. Cái thứ hai á, là các bạn không biết cách, không có kỹ thuật sử dụng hơi thở khi hát, để rồi khi các bạn hát các bạn chặn cổ lại, hơi cổ nó không có thông thoáng, thì cái đó các bạn phải đi học về kỹ thuật hơi thở. Thì đăng ký kênh của mình đi, sắp tới mình cũng sẽ làm cái video đó để hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn các kỹ thuật về hơi thở vân vân, thì các bạn sẽ có được những cái bài bài chia sẻ rất là cụ thể về cách tập luyện kỹ thuật hơi thở, và các bạn tập từ từ theo và hạn chế, cho tôi nói là hạn chế luôn khi hát không gồng cổ. Nếu hát cao chưa được thì hãy hát thấp, nếu hát mạnh chưa được thì hãy hát nhẹ. Nhẹ là sao? Miễn làm sao hơi thở nó đi qua đây và nó tác động lên các khoảng vang là bạn ta. Có giấc mơ nào trong cuộc đời của em không bao giờ là ai, ví dụ như vậy, nhẹ nhàng thôi, không có cần mà bắt còn phải gồng, bắt còn nhớ như vậy nha, hát giọng gió cũng được, thông thoáng cái hơi thở rồi sau đó tác động vào các khoảng vang rồi tập luyện lại từ từ. Ok, mình sẽ lấy lại cái việc còn tổn thương giọng ha. Ok, cách khắc phục và sử dụng đó là như vậy ha. Còn phải tập luyện những kỹ thuật và hạn chế luôn là hát lên cao mà gồng, càng hát giọng các bạn sẽ càng bị tổn thương và càng bị fail. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video, và video tới đây cũng khá dài rồi, thì mình sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi cho các bạn. Hãy nhắn tin và chia sẻ, hãy nhắn tin và tiếp tục comment bên dưới nha. Rồi hãy hãy đặt những câu hỏi, nói về nói gì đó nó nhiều nhiều chút xíu, mình sẽ trả lời cho các bạn đầy đủ. Rồi ok.
Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video cho tới lúc này. Hy vọng là sẽ có những cái rút kết gì đó để các bạn có thể phát triển, hoặc mình có thể hỗ trợ cho các bạn phát triển được cái kỹ năng thanh nhạc, hoặc là đóng góp một chút ý kiến nè, quan điểm cá nhân của mình ha. Ok, chúc các bạn thành công và luôn vui vẻ trong cuộc sống và hát hay hơn nha. Ok, bye bye. Cảm ơn. Thank you.